Trần Phượng Bá Quyển. Hiếu. Để Trung. Tính. Lễ. Nghĩa. Liêm. Sĩ. Bộ phim này cải biên dựa trên Trần Can truyện trong liệt truyện 215 Hiếu Nghĩa, quyển 456 Tống Sử. Trần Phượng từ nhà Tống, tổ tiên của ông Trần Sùng đức cao vọng trọng, đặt ra gia quy nghiêm khắc cho gia tộc. Đến đời của Trần Phượng, trong nhà 13 đời sống chung, lớn nhỏ có hơn 700 người. Trong nhà không thuê người hầu, mỗi người có một chức trách riêng, lớn nhỏ có thứ tự. Người lớn lấy mình làm gương, tự làm mọi việc, dẫn dắt thế hệ sau học tập. Cả gia tộc cần cù tiết kiệm, cung kính, yêu thương, hòa thuận, vui vẻ. Trong nhà Trần Phượng nuôi hơn 100 chú chó lớn nhỏ. Tính tình của chúng đều vô cùng ngoan ngoãn. Đám chó gia giáo nghiêm khắc này toàn bộ đều cùng ăn cơm trong một cái máng lớn. Chủ nhân đã làm ra tấm gương tốt nhất cho những chú chó này, cho nên chú chó nào cũng đều biết nghe lời, ôn hòa mà lại ngoan ngoãn. Sự thân thiết hòa thuận giữa anh em nhất định phải xuất phát từ nội tâm, như vậy mới là hòa thuận thực sự. Chủ nhân, con có thắc mắc gì sao? Nhưng mà con không hiểu, cho dù con xuất phát từ nội tâm, vậy thì tại sao vẫn còn có nhiều quy tắc như vậy? Đây cũng là chỗ con người khác với động vật. Con người học thánh hiền, biết lễ nghĩa liêm sĩ và quy tắc làm người. Bởi vì tâm tánh giữa người với người khác biệt rất lớn, nên càng cần có quy tắc lễ nghi để ước thúc hành vi của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể không mạo phạm người khác. Con hiểu rồi, nhưng mà... Chủ nhân, còn gì thắc mắc nữa không? Thưa cốt, con nhìn thấy chó nhà chúng ta rất khác với chó nhà người khác, càng khác biệt so với những con chó nhìn thấy ngoài ruộng. Con thấy thắc mắc, cũng là chó, tại sao lại khác biệt xa như vậy? Loại nào mới càng gần với thiên tánh của chó hơn? Điều này làm sao để đứa trẻ này hiểu được đây? Đều nói nhà họ Trần gia phong hòa thuận, ngay cả trong con chó trong nhà cũng ăn cùng máng. Mình phải xem thử nhà họ Trần này có bản lĩnh gì. Thưa cô gọi con ạ. Trong nhà có người nhặt được một con chó lang thang rất đáng thương. Hôm nay cố giao con chó này cho con. Con phải hết lòng chăm sóc, kiên nhẫn dạy bảo nó. Đợi nó học được quy tắc rồi có thể sống chung hòa hợp với đàn chó ở chuồng chó, rồi mới để nó sống trong chuồng chó. Dạ. Thưa cô, Tiểu Bảo thật sự quá nghịch ngợm. Em ấy làm hỏng con diều của con, còn cắn con nữa. Con muốn... Sao vậy con? Con không muốn nuôi mấy nữa. Thọ Dân, cô hỏi con, lúc đầu có phải là con mở miệng đồng ý chăm sóc Tiểu Bảo không? Dạ. Tiểu Bảo không nghe lời, con phải cảm hóa nó. Rắn độc mãnh thú còn có thể bị cảm hóa, huống chi là một chú chó nhỏ. Anh chị đối xử với con như thế nào? Nếu con coi nó như một người em trai, con sẽ đối xử với nó như thế nào?
huống chi sức khỏe của nó vẫn còn rất yếu ớt. Nhưng mà con chưa từng vô lễ với anh chị như vậy. Nó vô lễ với con thì con liền muốn dứt bỏ nó sao? Thưa con, con biết sai rồi. Thủ nhân, Tiểu Bảo không giống con, vừa sanh ra đã có rất nhiều anh chị em quan tâm yêu thương con. Tiểu Bảo bờ giờ không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình mới không bị bắt nạt. Nó không có anh chị em, chỉ có tự mình chăm sóc mình. Đương nhiên sẽ có chút ích kỷ, bảo vệ tính cách không tốt của bản thân. Con phải đối xử với nó giống như đối với người thân vậy, cảm hóa nó, có biết chưa? Con biết rồi, cảm ơn cô đã chỉ dạy. Cho dù Tiểu Bảo không quay về chuồng chó, con cũng phải dạy dỗ nó thật tốt, sau đó mới tặng cho gia đình nào thích nó. Tiểu Bảo, em lại gây quả rồi à? Có phải em ăn trộm trái đào chúc thọ của cô không? Hả? Đây là... Em ấy cất trái đào đi là để dành cho mình. Tiểu Bảo, cảm ơn em. Nhưng mà sau này đừng ăn trộm. Món đồ không thuộc về chúng ta nữa nha, em biết chưa? Anh nhất định sẽ dạy tốt em. Tiểu Bảo, lời dạy bảo hôm nay của cô, em nghe hiểu không? Hôm nay cố giảng, làm người phải tự dựa vào sức của mình, không được ham ăn lười làm việc gì cũng phải tự mình làm, đúng không? Sức khỏe của em đã khôi phục hoàn toàn rồi, có một số việc có phải nên tự mình làm không? Tiểu Bảo, làm tốt lắm. Lát nữa phải bắt đầu huấn luyện em đó. Đừng chỉ biết lo cho bản thân nữa. Tiểu Bảo, bây giờ có 3 cái đĩa, đều để những đồ mà bình thường em thích ăn nhất. Nhưng đây là đồ của người khác, em nên làm thế nào? Tiểu Bảo, hiện tại bên cạnh em không có người khác. Anh đi chỗ khác đây, đây là đồ của người khác. Em nên làm thế nào? Đợi lát nữa mình quay lại, xem thử Tiểu Bảo có lén ăn hay không. Đây là... Tiểu Bảo vẫn không nhịn được lén ăn rồi. Có điều, với tính cách của Tiểu Bảo, đáng lẽ phải ăn vụn bánh này thật sạch sẽ mới đúng chứ. Nhưng vụn bánh này chỉ ăn một ít thôi, xem ra em ấy đã rất cố gắng khắc chế bản thân rồi. Tiểu Bảo, em làm tốt lắm, tiến bộ vô cùng lớn. Có điều em phải ghi nhớ, không phải đồ của chúng ta thì không thể đụng vào. Cho dù là hiếu kỳ nếm thử một chút cũng không được, em biết chưa? Ăn đi, bây giờ nó thuộc về em rồi, ăn từ từ thôi, chúng ta từ từ học. Lúc anh mới học viết chữ, chữ đoan trong từ đoan chính viết mãi mà không được. Anh chị của anh trước giờ chưa từng trách cứ anh, chỉ kiên nhẫn dạy bảo anh. Như vậy, qua mấy ngày sau, anh mới biết đi. Anh nghĩ em cũng sẽ học được. Tiểu Bảo, anh sẽ kiên nhẫn chờ em tiến bộ. Em chào anh. Em chào chị. Con chào cô. Con chào cha. Mệt quá. Tiểu Bảo, chào như vậy đó. Nhìn thấy trưởng bối và anh chị trong gia tộc thì phải hành lễ như vậy. Em học được chưa? Tiểu Bảo, sau này nhìn thấy người khác không thể giống như trước đây, trực tiếp chạy ngang qua, phải hành lễ đó, có biết chưa? Phải thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Tiểu Bảo, em thật giỏi. Không ngờ em không đụng vào chút nào luôn. Có điều, những thức ăn này không thể lãng phí. Tiểu Bảo, coi như là phần thưởng. Lát nữa chúng ta rửa sạch rồi cùng nhau ăn, được không? Hả? Tiểu Bảo! Tiểu Bảo!
Hỏng rồi. Thông thường khi Tiểu Bảo đột nhiên yên tĩnh, không chừng sắp gây quả rồi. Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Đây là cái gì vậy? Đây là... Em cứu em ấy hả? Tiểu Bảo tìm thấy một chú chim bị thương, không ngờ lại tha đến chỗ mình xin ý kiến. Không phải cũng giúp khi mình có thắc mắc tới thỉnh giáo cố sao? Quá ra cô nói đúng. Phải dùng hành vi của chính mình để ảnh hưởng và cảm hóa em ấy. Lúc mình có thắc mắc, không phải cũng tới thỉnh giáo cố trước sao? Quá ra điều mà Tiểu Bảo học được trước tiên chính là hành vi mà mình thường làm nhất. Chủ nhân, nghe nói gần đây Tiểu Bảo thay đổi rất nhiều. Các phòng đều rất thích Tiểu Bảo, đúng không? Đúng vậy, thưa cô. Tiểu Bảo giống như trở thành một chú chó khác vậy. Có lúc em ấy nhặt được trái cây rơi từ trên cây xuống, còn chia sẻ với con nữa. Con xem, nó đoan đoan chính chính, cung cung kính kính ngồi ở đó. Liền biết con đã bỏ ra không ít tâm tư. Thật ra, cũng không có đâu cô. Bản tính của Tiểu Bảo rất ngoan ngoãn, thiện lương. Con chỉ hướng dẫn thêm một chút thôi. Tiểu Bảo trở thành bộ dáng như bây giờ, cô rất hài lòng. Con đã thực hiện lời hứa của mình. Qua 2 ngày nữa, Tiểu Bảo sẽ được đưa tới chuồng chó. Thật sao? Con có chút không nỡ. Chó ở chuồng chó sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tới chỗ đó, nó sẽ có rất nhiều người nhà và anh chị em thân sự. Càng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Dạ. Tiểu Bảo cuối cùng cũng có thể cùng sống với đàn chó trong nhà. Tiểu Bảo, cho dù thế nào cũng không thể chỉ biết đến mình, phải biết khiêm nhường, biết chia sẻ. Nữa. Giải lâu như vậy, ngay cả một chút đạo lý em cũng không hiểu. Tiểu Bảo không phải là một chú chó ngoan. Cô ơi, đều do con không tốt. Con chưa dạy tốt cho Tiểu Bảo mà đã để Tiểu Bảo vào chuồng chó. Tiểu Bảo bỏ nhà ra đi rồi, chắc sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chuyện này không thể trách con. Tiểu Bảo bỏ đi cũng là có đạo lý. Cô thấy Tiểu Bảo là một chú chó ngoan. Con và Tiểu Bảo đều là đứa trẻ ngoan của cô. Cô sẽ giúp con tìm thấy Tiểu Bảo. Liệu Tiểu Bảo có gặp nguy hiểm không? Liệu em ấy có đánh lộn với những con chó khác không? Sẽ không đâu. Bây giờ Tiểu Bảo là một chú chó khiêm tốn, sẽ không đánh lộn với những con chó khác đâu. Cảm ơn cô. Cô nhất định phải tìm thấy Tiểu Bảo nha. Con chào chú. Con chào chú. Các bạn nhỏ, các con lập nhóm đi đâu vậy? Dạ, tụi con đi tìm một con chó nhỏ. Ta nói không hề sai mà. Trăm con chó nhà họ Trần đều là hư danh, ngay cả một con chó nhỏ cũng không giữ lại được.
Tiểu Bảo, hiện nay em ở đâu? Liệu có gặp được người tốt không? Cây liễu ơi, cây liễu. Tiểu Bảo bây giờ đang ở đâu? Em ấy có nhớ cây liễu không? Thủ nhân. Cố ơi. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo quay về rồi. Cố ơi, sao Tiểu Bảo lại trở thành bộ dáng như vậy? Nghe người ta nói Tiểu Bảo ở ngoài đường rất kỳ lạ, kiên quyết không dành thức ăn với những con chó khác. Có thể là Tiểu Bảo nhớ đến lời con dạy, thà rằng đói bụng cũng không muốn làm một con chó chỉ biết bản thân, không biết lễ nghi. Con phải chăm sóc Tiểu Bảo thật tốt đó. Dạ, thưa cố, bây giờ con hoàn toàn tin lời cô nói rồi. Tiểu Bảo, chúng ta phải điều dưỡng cơ thể cho em. Hoan nghênh em trở về. Chủ nhân, Tiểu Bảo đã đỡ hơn chưa? Cố ơi, sức khỏe của Tiểu Bảo quá yếu, không ăn được gì. Nhìn xem, đây là cái gì? Nhân sâm sao? Cố định... Đây là vào ngày đại thọ của cố, anh trai con hiếu kính cố. Sinh mạng của dạng vật trong trời đất đều đáng quý. Tự xem nó có thể cứu mạng Tiểu Bảo không? Cảm ơn cố. Chủ nhân và ông cố Trần Phượng cùng nhau chuyên tâm chăm sóc Tiểu Bảo. Tiểu Bảo dần dần tốt lên, khỏe mạnh hoạt bát. Rất nhanh, Tiểu Bảo lại quay về chuồng chó. Tiểu Bảo, đừng sợ, đi vào đi. Đi đi, mọi người sẽ chào đón em. Hả? Thưa cố, con hiểu rồi. Chỉ có dùng hành vi của chính mình để cảm hóa đối phương, đối xử với đối phương giống như người thân vậy, thì đối phương mới có thể thật sự chung sống hòa thuận với mình, Tiểu Bảo trở thành dáng vẻ mà chúng ta mong muốn. Cố ơi, con có chút cảm động. Dạng sự dạng vật đều cùng một đạo lý, cho dù là rắn độc thú dữ cũng có cảm tình. Không phải con coi Tiểu Bảo như em trai sao? Dạ, Tiểu Bảo đã coi chúng ta là người thân của em ấy. Thủ nhân, con có còn nhớ câu hỏi mà con hỏi cố hay không? Câu hỏi gì chứ, con quên mất rồi. Con hỏi cố, những con chó chơi đùa ngoài ruộng và chó trong phủ của chúng ta, loại nào mới càng gần với thiên tánh của chó hơn, con nhớ không? Con nhớ ra rồi. Vậy hiện tại có câu trả lời chưa? Con hiểu ý của cố. Con nghĩ động vật trên thế gian đều có bản tánh thiện lương. Chó nhỏ cũng có tâm yêu thương, tâm thiện lương giống vậy. Mặc dù lúc Tiểu Bảo mới tới vẫn còn có rất nhiều thói quen không tốt, chỉ biết chính mình. Nhưng con là chủ nhân của em ấy, em ấy coi con như người thân. Mọi cử chỉ của con đều sẽ ảnh hưởng em ấy. Rất tốt. Còn gì nữa không? Chúng ta đối xử với em ấy thế nào thì em ấy sẽ đối xử với chúng ta thế ấy. Giữa người với người sống chung cũng giống vậy. Giống như anh chị thương yêu con, con cũng phải thương yêu anh chị con. Chúng ta phải đi nhanh lên, cả nhà đang đợi chúng ta về ăn cơm đó.
em Sáu, em gấp trước đây. Anh Tư, anh gấp trước đi. Đầu trị gia của Trần Phượng không chỉ trên kính dưới hòa, cả gia tộc Hòa Thuận, thậm chí còn cảm hóa hơn 100 chú chó trong nhà đều có thể thứ tự rõ ràng. Điều này đương nhiên đến từ tinh thần cung kính từ ái của cả nhà chiêu cảm tới, cũng chứng thực được động vật không chỉ có linh tánh mà còn có thể dạy bảo. Sau đó triều đình cũng cảm động với sự tích của nhà họ Trần, không những miễn trừ lao dịch mà còn được ban thêm đãi ngộ. Trăm chó nhà họ Trần cũng được ghi vào sách sử.